Dự báo thời tiết các tỉnh thành ngày 4 tháng 9 năm 2020. Thủ đô Hà Nội, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ. Thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 27 đến 35 độ. Thành phố Đà Nẵng, ngày nắng nóng, đêm không mưa, nhiệt độ từ 27 đến 35 độ. Thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Thành phố Hồ Chí Minh, có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Thủ đô Seoul, Hàn Quốc, ngày nắng, đêm không mưa, nhiệt độ từ 17 đến 27 độ. Thành phố New York, Mỹ, ngày nắng, đêm không mưa, nhiệt độ ngày đêm chênh lệch lớn, nhiệt độ từ 17 đến 31 độ. Thủ đô London, Vương quốc Anh, trời nhiều mây không mưa, nhiệt độ từ 10 đến 20 độ.